Ngày 17 tháng 4, bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bãi Cháy cho biết bệnh nhân trừ ngoài tử cung đoạn kẽ, tỷ lệ hiếm gặp chỉ 1 trên 200.000 người. Trước đó bệnh nhân đau bụng hạ vị, nôn khan, đi khám phát hiện tử cung to hơn bình thường, siêu âm xác định thai 3 tuần nằm ở kẽ tử cung và nhiều dịch máu ổ bụng. Bác sĩ chẩn đoán khối chừa nguy cơ bị vỡ dẫn đến mất máu. Các bác sĩ mổ nội soi cắt khối chừa, hút hơn 1,2 lít máu trong ổ bụng bệnh nhân và khâu cầm máu, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bác sĩ cho biết, chừa ngoài tử cung có thể xảy ra ở nhiều vị trí, chủ yếu ở đoạn vòi tử cung, khoảng 95% trường hợp, gồm ở đoạn loa vòi, đoạn eo, tại vết mổ cũ 2%, tại buồng trứng hoặc ống cổ tử cung, ngoài phúc mạc hoặc ở các tạng khác trong ổ bụng, tỷ lệ chừa kẽ tử cung rất thấp. Nếu mà thai ngoài tử cung mà không được phát hiện sớm, xử trí kịp thời thì nó có thể nguy cơ là gây vỡ, gây ảnh hưởng rất lớn đến cái khả năng sinh sản của người phụ nữ lần sau, cũng như là ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng của người phụ nữ. Thì chúng ta có hai cái dấu hiệu thứ nhất là dấu hiệu mang thai, tức là chúng ta có thể thấy chậm kinh này, chúng ta thấy nghén này, chúng ta thấy cơ thể khác đi này. Cái dấu hiệu thứ hai là này là khi chúng ta thấy có hình trạng là da máu âm đạo này, kèm hay là đau bụng này, thì đấy là những trường hợp mà chúng ta cần phải đi khám ngay lập tức. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới chừa ngoài tử cung, chủ yếu do viêm nhiễm phụ khoa, não hút thai, thụ tinh nhân tạo khiến quá trình thụ thai và làm tổ của thai xảy ra ở vị trí bất thường. Dấu hiệu thai ngoài tử cung là chậm kinh, đau bụng dưới, da máu âm đạo. Khi có một trong các dấu hiệu nên đến viện khám, phát hiện và điều trị sớm, tránh thai ngoài tử cung vỡ, nguy hiểm tới tính mạng.